Sự ra mắt mạnh mẽ của Mixter. Mixter xây dựng mạng toàn cầu mạnh mẽ nhất tại một trong những ngành phát triển nhanh nhất thế giới. Ngành công nghiệp trò chơi di động dự kiến sẽ đạt 100 tỷ euro vào năm 2021. Cuộc cách mạng tiếp theo trong trò chơi di động, trò chơi xã hội và thể thao điện tử. Sức mạnh để đưa doanh nghiệp của bạn lên một tầm cao mới.